Vậy là tập vụ trí đứng cao nhất Sài Gòn. Ê, lát nữa ngày mai khai sinh nhật của tao á, có gì tao lên tao livestream và kiếm mớ quà của khách nha, khách mình đông lắm. Có gì tao livestream á, mày hát tuồng cho tao bây giờ. Xin chào mọi người, mình xin nhắc nhẹ với mọi người. Mình xin nhắc nhẹ với mọi người. Ngày mai nhân dịp sinh nhật của mình. Nhân dịp sinh nhật mình, Mình sẽ tặng quà cho tất cả mọi người. Tặng quà cho tất cả mọi người. Khi đến hắt tóc ở Barber Shop Vũ Trí. Khi đến hắt tóc ở Barber Shop Vũ Trí. Ok. Ủa chảy sao, ta nói là ngày mai sinh nhật tao rồi kêu người ta tặng quà cho tao, mày nhắc sao mà ta tặng quà cho khách rồi hả? Anh ngày mai mày bỏ tiền rồi tặng cho người ta như mày. Đời này vui và ngang, đời lạ lắm mà ngang, đừng bông gan đừng bán coi, đừng tao lứa, như suy nghĩ yêu bản thân mình là phải tự lo. Sống ở đời mà quá tâm thường, chắc có lẽ không ai giùm ngó. Mà nếu muốn có bạn đời cho mình, thì chúng ta cũng được.